Qua ngồi thử cái ghế phụ cảm nhận sao? Thấy cũng ngon. Nóng quá mới nhờ cái thằng quay phim á, cái bạn quay phim bạn nổ máy giùm ông nội nào không, ông chỉ biết quay phim thôi giờ không biết lái xe, các bạn cũng hồi hộp lắm. Nhưng mà nghĩ lại không sao, mình đang ngồi tên tô tarot chấp mày luôn. Mày cứ việc quay, mày có ngon đạp nhầm chân ga hay đạp nhầm chân gì đó cũng không sao. Anh đây đã hắt đai an toàn rồi. Rồi, lần đầu tiên ngồi vô cái vị trí ghế lái thì Thái Lớn thấy rằng không gian nó rộng rãi, thoải mái, có một cho mình tư thế ngồi thoải mái, cao ráo. Đặc biệt là với cái khung gầm TNGA thì Toyota là hạ thấp trọng tâm và mở rộng tầm nhìn của các khoang và mở rộng tầm nhìn của các kính cửa sổ và kính trước đó các bạn. Cho nên là mình sẽ nhìn cảm thấy cái ngồi xe nó cao ráo và nhìn cảm thấy nó bao quát hơn. Ngay đây các bạn thấy ngay kính chiếu hậu bây giờ nó sẽ thiết kế hơi sụp lại và ngay cái giữa này nó sẽ có một cái khoảng hở để bạn nhìn được cái điểm mù ở hai bên, hai góc xéo ở hai đầu xe ở phía trước khi mà ngồi từ ghế lái. Bên cạnh cái đặc điểm làm cho cái tầm nhìn của mình nó thoáng đãng và mình xóa đi cái bớt đi cái điểm mù, mình lái xe cảm thấy an toàn hơn, thì cái kiểu khung gầm TNGA của Toyota ngày nay nó hứa hẹn một điều là cái trọng tâm được hạ thấp. Mình nhớ lại cái động cơ này khá là mạnh mẽ, đi kèm hộp số CVT, cho mình một cái cảm giác lái khi mình chạy tốc độ cao rất là tuyệt vời, bám chắc đường, đặc biệt và khi chạy tốc độ cao mà vào cua. Các đường nét thiết kế của phiên bản 1.8G cũng tương đương y chang với lại phiên bản đàn anh của nó MV và phiên bản HV. Chỉ có điều nó hơi thiếu một số chi tiết mạ rơm thôi, chỉ là một số thôi nha các bạn, như tay nắm cửa vẫn là mạ rơm. Các cửa gió vẫn mạ rơm rồi, các đường viền mạ rơm trên phần bảng đồng hồ tắp lô trung tâm vẫn còn, bảng mặt hộp số vẫn là sơn bóng, vẫn tạo nên cái vẻ sang trọng của một chiếc xe. Nhìn chung với cái tầm giá này, phiên bản 1.8G thôi mà Toyota vẫn để lại cái thiết kế và nhiều cái chi tiết mang tính chất đường nét, mang tính chất sang trọng, thì đây là một điểm cộng mà chúng ta cần phải ghi nhận. Tiếp đến thì các bạn sẽ review xem coi những cái tính năng mà được trang bị trên xe này sẽ hỗ trợ người lái đến mức độ nào. Về những cái tiện nghi thì các bạn thấy sẽ được trang bị chìa khóa thông minh. Với chìa khóa thông minh này nó có cả tính năng ra vào xe thông minh, tức là như nãy bạn thấy chỉ cần thò tay vô tay nắm cửa thôi là cái cửa, toàn bộ cửa sẽ mở và các gương sẽ bung ra. Không những ở cái cửa tài mà ngay cả bên ở cửa phụ, đó là tính năng ra vào xe thông minh. Mọi cái nó sẵn sàng cho mình để mình bước vào bên trong xe. Khi bạn bước ra khỏi xe thì chỉ cần bằng một cái lóc cửa thôi thì tất cả các cửa sẽ gập trở lại. Tất nhiên là điều đó bạn phải chọn chế độ bên đây nha. Mình sẵn chẳng dịp mình lưu ý, này là hướng dẫn sử dụng mà sẵn nói luôn. Ở đây nó sẽ có một cái nút bấm hình chữ nhật bằng cái đầu, bằng một cái lóng tay của mình thôi. Nó có hình chữ A ở giữa và ở trên là trạng thái gương luôn mở, ở dưới là trạng thái luôn gập nè. Đó, đây là luôn gập nè. Này là luôn mở nè, và bạn để ở dạng trạng thái ở giữa là trạng thái chữ A thì lúc đó sẽ theo chìa khóa. Hai cái gương chiếu hậu bạn sẽ đóng mở tự động theo chìa khóa chỉ khi nào bạn chọn chế độ trên đây. Cái thứ ba của chìa khóa thông minh nữa là này có tính năng mã hóa động cơ, nghĩa là nếu ai mà ăn cắp được cái răng chìa này có thể vào được xe của các bạn, nhưng không bao giờ có thể nổ máy được, có thể vào được xe của bạn bằng cơ khí nhưng không bao giờ có thể nổ máy được, bởi vì xe này nó có cái mã hóa động cơ. Mỗi cái chìa khóa là mỗi một cái mã số, mỗi con chip, và chiếc xe nó chỉ nhận hai cái chìa khóa của nó mà thôi. Ngồi từ ghế tài chúng ta dễ dàng nhìn thấy điểm nổi bật ở trung tâm của táp lô, từ trên xuống chúng ta dễ dàng nhận thấy màn hình giải trí trung tâm. Tuy rằng nó là 7 inch, nó nhỏ hơn phiên bản hai đàn anh của nó, nhưng mà màn hình này rất là nhạy và cũng đầy đủ những tính năng cơ bản như là hát radio, hát đài, rồi USB, rồi kết nối Bluetooth, vân vân. Đặc biệt cái màn hình này mình rất thích là cái độ nhạy của nó phản hồi rất là nhanh, rất là thích khi mà tương tác với cái màn hình này. Đây là một cái điểm mà để nó hiển thị khi mà các bạn gài số gear, sẽ hiển thị toàn bộ cái hình ảnh ở phía sau xe nhờ cái camera gear phía sau mà nãy Thái đã chỉ cho các bạn xem.
Hơi tiếc một chút xíu là nó không có cái camera 360 độ. Thầy lớn cũng trả lời luôn mà cái câu hỏi mình đặt ra từ đầu clip cho các bạn. Tuy nhiên với mức giá này thì Thái Lớn cũng không cần thiết cái tính năng 360. Nó thật ra nó chỉ là tính năng hỗ trợ để mình nhìn thấy thôi. Nếu mà thật sự bạn đã lái yếu rồi thì ngay cả có 361 đi chăng nữa mà các bạn thấy rồi mà các bạn không kiểm soát được chân ga, chân phanh, các bạn nhịp thêm miếng nữa thì nó vẫn cứ trầy, đúng không ạ? Rồi, Thái Lớn nhân đây nói vui để khuyên các bạn, thiết bị 360 cũng chỉ là thiết bị hỗ trợ. Lái xe cẩn thận và khéo léo là do kỹ năng và do chúng ta luyện tập và do tính cẩn thận của mình. Tiếp đến, Thái Lớn chỉ cho các bạn xem bảng điều khiển máy lạnh có gì khác biệt. Nhìn rất sang trọng các bạn, nhìn sang trọng và đẹp, cũng có nóng, cũng có lạnh, auto nè. Rồi sưởi kính khi mà bị mù sương bằng một chạm, một nút bấm, sưởi kính sau bằng một nút bấm thôi. Rất là tiện lợi, đặc biệt là với những cái điều kiện đường sá khi các bạn đi vào mùa mưa này. Đặc biệt trên bảng điều khiển này nó vẫn có cái nút là Eco Heat and Cool, tức là cho các bạn chọn chế độ khi mà bạn xài máy lạnh là nó sẽ làm sao đó lên nó vừa đủ lạnh theo mong muốn của các bạn, nhưng mà nó không hoang phí, nó không lãng phí, nó tiết kiệm nhất. Cái này ngày hôm nay dân Việt Nam mình với cái giá xăng này thì rất là quan trọng. Đặc biệt nữa là có thêm một cái nút nó khác cái bảng điều khiển máy lạnh auto của những xe khác trước đây, đó là nó có thể tắt được cái đường gió dẫn ra phía sau này. Trong trường hợp mình đi một mình hoặc đi hai người, phía sau này không cần thiết, cho bạn thêm sự chọn lựa để tăng cái phần tiết kiệm nhiên liệu. Ok, hơi tiếc cái là nó không có được hai vùng độc lập nha. Nhưng thôi, mình nghĩ 720 triệu có máy lạnh điều khiển tự động như thế này cũng là quý lắm rồi. Nhìn xuống bên dưới coi. Bên dưới các bạn dễ nhận dạng ra cái mặt hộp số của nó với cái kiểu bố trí số BRDN. Bên đây là bán tự động M cộng trừ. Như thế lớn chia sẻ các bạn, đây là hộp số tự động CVT chạy. Ưu điểm của nó rất êm ái, rất là mượt khi các bạn tăng tốc. Và đồng thời cái hộp số này Toyota rất tự hào về độ bền và độ tiết kiệm nhiên liệu của nó. Hộp số này gần như là không cần phải bảo dưỡng trong suốt quá trình các bạn sử dụng cả vòng đời sản phẩm của chiếc xe, không cần phải thay nhớt gì hết. Và hơi tiếc một cái là nó không có chế độ cho bạn chọn Eco hay là Power. Mình thì mình khoái cái những có những lúc mà mình ra đường mình chạy cao tốc, mình chạy cho nó mạnh mẽ một xíu, đúng không, chọn qua Power mình đạp hiện xe mình nó chồm tới. Lâu lâu mình cũng cần một vài cái khoảnh khắc trải nghiệm cái xe mình như thế, nhưng hơi tiếc có lẽ là Toyota tập trung vào tiết kiệm nhiên liệu và tập trung vào cái độ dịu dàng của chiếc xe nhiều quá, cho nên là chưa có trang bị cái tính năng là Eco và Power trên cái hộp số này. Không sao, bạn bù lại thì bạn được cái xe của mình đảm bảo nó luôn luôn tiết kiệm nhiên liệu. Rồi. Kế đến bạn có một cái ngăn để đồ. Bên trong đây nhớ nhắc các bạn là ở đây có thêm một cái tẩu để bạn có cái nguồn 12V tương đương với 120W để các bạn sử dụng. Nhớ là cái này chỉ 120W thôi nhé. Mấy cái máy hút bụi rồi các bạn mua, mấy cái đồ Trung Quốc các bạn cẩn thận khi mà xài cái này, có ngày nó cháy đường dây. Phải coi cái watt cho kỹ. Vậy thôi. Khi ngồi trên một cái xe thì cái vô lăng là cái mà Thái Lớn quan trọng nhất. Quan trọng nhất là cái kích thước của cái vô lăng nó có to quá hay không, ngồi nó có gần mình quá hay nó áp vô ngực mình khó lái. Rồi cái cảm giác khi mình ôm cái vô lăng mình cảm thấy nó mềm mại không, thì vô lăng này mình cảm thấy rất là hài lòng. Cái đường kính nó thiết kế có gì đó, nó cảm giác nó hơi nhỏ nhưng mà thực tế thì nó là một cái nét thanh thoát và hiện đại. Do nó là trợ lực điện cho nên là cũng không cần cái đường kính vô lăng quá to, và với đường kính vô lăng vừa phải như vậy mình cảm thấy rất thích. Đặc biệt là do có bọc da. Trên vô lăng này có nhiều nút bấm và nhiều tính năng, chúng ta cùng tìm hiểu coi tính năng nó trang bị được những gì. Nguyên cái cụm bên trái này để bạn có thể điều khiển vừa là âm thanh nè, thay đổi âm thanh lớn nhỏ nè, nút điều khiển bằng giọng nói. Đó, các bạn vừa nghe đó, cái này chỉ xài tiếng Anh thôi nha các bạn. Rồi, điều khiển được nhận cuộc gọi nè, tăng giảm âm thanh. Rồi, tương tự như các dòng xe khác, nói chung của hệ thống âm thanh. Và có một cái nút bấm của cái và có cái nút bấm chuyển đổi qua lại và nút quay trở lại để điều khiển toàn bộ cái màn hình TFT 4.2 inch nằm ở góc bên phải của tổng thể cái đồng hồ táp lô này. Trong đây nó gồm có những gì, Thái sẽ lướt nhanh qua cho các bạn.
Đây, từ đây các bạn hãy chỉnh được giờ, à, bạn cài đặt được giờ, các bạn cài đặt tắt mở cái parking net, cái chỗ chữ B on off là tức là cảm biến gốc, cảm biến lùi. À, các bạn kiểm tra được cài đặt lại được áp suất lốp. À, rồi, các bạn có thể coi được cái chế độ, các bạn có thể coi được cái chế độ chạy của nó về có hình chiếc lá ở đây, các bạn coi được chế độ tiêu hao nhiên liệu của nó các bạn nhé. Tiêu hao nhiên liệu tức thời, tiêu hao nhiên liệu trung bình. Đây, đây. Cách hiển thị của nó thì trực quan và sinh động hơn. Tương tự như vậy, các bạn có thể coi được nhiệt độ bên ngoài và các thông tin khác. Như là các bạn chọn được cái chế độ để các bạn xài cái ga tay Cruise Control, à, chuyển qua thì bạn xài được cái Cruise Control. Các bạn có chọn được Trip A, Trip B nằm chung ở đây luôn, khác cái dòng xe khác. À, màn hình TFT này thì nó không nhiều cái thông tin bằng cái chiếc HV, chiếc Hybrid. À, cũng đúng rồi. Vì tên trên Hybrid thì nó nhiều hơn, nhiều cái tính năng như là xăng điện rồi tính năng Total Safety Sense, rồi nhiều tính năng như là camera 360 vân vân. Tuy nhiên cũng khá là nhiều tính năng. Mình như Thái Lớn vừa kể cho các bạn và hẹn các bạn trong cái clip mà Thái Lớn hướng dẫn sử dụng xe Toyota Rush nhé. Ở đây mình chỉ liệt kê cho các bạn thấy được những cái lợi ích, và với một cái màn hình TFT 4.2 inch trong đây nó chứa khoảng 4 cột tính năng khác nhau và cài đặt khác nhau thì sẽ giúp cho mình có nhiều sự chọn lựa để mình xem, mình hiểu được những cái thông tin của chiếc xe của mình trong quá trình mình lái, mình vận hành nó, như nhiệt độ bên ngoài, như là tiêu hao nhiên liệu trung bình, tiêu hao nhiên liệu tức thời, như là còn bao nhiêu cây số nữa thì mình phải đi đổ xăng, vân vân và vân vân, giờ rồi các kiểu và trạng thái cruise control có hoạt động hay không. Rồi, để hiểu và sử dụng ngon lành cái màn hình này, à, thể hiện cái tính năng này, các bạn hãy đón xem clip hướng dẫn sử dụng thì nó sẽ đúng hơn. Quay lại cái clip review này, Thái Lớn chia sẻ tiếp với các bạn bên tay phải đây, à, sẽ là những cái nút bấm giống như Camry vậy thôi, bố trí kiểu giống như Camry để cho các bạn nguyên cái nút tròn này nè, có chữ cancel nè, set nè, reset nè, là của cái hệ thống ga tay cruise control. Nói tới đây thì mình mới nhớ cái xe này hồi nãy mình có đặt ra câu hỏi là và trả lời luôn cho các bạn đó, xe này nó không có hệ thống an toàn Total Safety Sense. Thì cái cruise control trên cái hệ thống an toàn Total Safety Sense có trên cái xe 1.8V và 1.8HV, nó sẽ cao cấp hơn, nó có khả năng tự động kiểm soát cái hành trình của bạn, nó đo được khoảng cách và nó theo tốc độ của xe phía trước. Cái này Thái Lớn đã làm clip review rồi, các bạn về xem lại. Thì, tuy nhiên ở đây thì chỉ có cái cruise control bình thường theo kiểu truyền thống, tức là các bạn chọn chế độ nhất định nào đó khi bạn chạy trên đường cao tốc, ví dụ như bạn chọn 90 thì nó chạy 90 hoài. Nếu như xe phía trước chạy 70, 80 giảm tốc độ thì buộc lòng bạn phải thọ chân, các bạn đạp phanh, bạn rà phanh và sau đó bạn phải chọn lại, hơi mất công chút xíu. Nhưng mà nếu như đường trống thì các bạn rất là nhàn nhã với tính năng này. Rồi, cũng được, cũng ngon. Rồi, vô lăng thì cũng rất là nhẹ. Rồi, nhân tiện đánh vô lăng thì nó lòi ra, chúng ta mới nhớ lại nói các bạn đây. Điều khiển đèn pha tự động như các bạn, rất là sướng. Dần dần những cái này nó càng ngày nó càng được hãng xe coi như là cái tiêu chuẩn rồi, không có gì phải ca ngợi hết. Nhưng mà cũng nhân đây thì cũng nói lại một lần nữa đó các bạn cảm nhận. Nó sẽ có một cái cảm biến trên táp lô và vì vậy Thái Lớn lưu ý các bạn đừng để giấy tờ rồi trên táp lô, nó che cảm biến lại cái xe các bạn chạy. Ngay cả ban ngày nó cứ tưởng ban đêm mà nó cứ mở tự động hoài. Và trong quá trình sử dụng mình khuyên các bạn xe mình đã có cái gì tự động rồi thì nên xài cái tự động cho nó sướng. Khi mà nhất là các bạn chạy qua những cái hầm á, người ta quy định giao thông là buộc các bạn là phải mở đèn. Nhiều khi mình nói chuyện điện thoại rồi mình đầu óc mình lu bu quên, lo làm kiếm tiền để trả tiền mua xe trả góp các thứ, nhiều khi quên mở đèn. Nhờ có auto này ổng sẽ tự mở đèn cho mình cứ việc chạy thôi. À, giờ tối cái là ổng tự mở lên. Đấy, cái này rất hay. Còn những cái khác như là đèn đờ mi nè, cót nè, pha nè. Nhắc lại là đèn cót, đèn pha của mình vẫn là halogen nha các bạn. Có ông cót thì ông được xài cái dạng cái bóng bi projector nhìn nó sang trọng hơn, tất cả là halogen. Đèn sương mù công tắc nằm ở đây. Đấy, nhờ đèn sương mù thì led ngon rồi. Gạt mưa thì gạt mưa trước sau là gạt mưa cơ bình thường giống như là Innova Fortuner hiện nay. Không có gì nổi trội, cách sử dụng thì tương tự. Nếu ai chưa biết sử dụng thì đón xem clip hướng dẫn sử dụng. Nhìn tổng thể lại cái bảng đồng hồ táp lô một lần cuối cùng nữa, chúng ta sẽ thấy là một cái bảng đồng hồ táp lô được thiết kế cho mình cái cảm giác rất là sang trọng, rất là hiện đại. Hai cái chất hiện đại nó nhiều hơn. Một cái viền và những cái gân
mạ bạc mờ và những đường nét, những con số sắc nét làm cho mình cảm thấy đây là một chiếc xe mang hơi hướng hiện đại. Các đèn báo trên đây sẽ cho ta thấy một lần nữa, nhắc lại các bạn, xe mình là có cảm biến, đèn báo cảm biến áp suất lốp ha. Lốp xe mình được trang bị bốn cái bánh xe mình được trang bị cảm biến áp suất lốp. Tuy nhiên sử dụng cái này như thế nào, vừa rồi có một khách hàng nửa đêm gọi hỏi Thái rồi. Cái này nó khác Camry các bạn. Camry là bốn bánh xe của nó sẽ có bốn cái cảm biến cao cấp hơn và bộ xử lý nó cao cấp hơn, nó đắt tiền hơn mà. Nó hiện lên đây cho các bạn từng con số của từng bánh xe. Nhưng anh này thì bốn ảnh chỉ có một cái cảm biến thôi, yêu một cái đèn báo thôi, bốn cảm biến và một đèn báo thôi. Và đèn báo này đã báo chung cho bốn cái ông kia. Một trong bốn ông kia mà áp suất bị non thì sẽ báo đèn lên. Cái hình của nó các bạn thấy rồi đó, hình nó màu vàng và nó là hình cái mặt cắt của bánh xe, nó như một cái ly có dấu chấm than màu vàng nằm ở góc bên trái, nằm trên cái đèn báo đai xích beo xíu đó. Khi mà có sự cố thì nó báo, thì bạn phải là người bước xuống xe đi kiểm một vòng quanh coi cái bánh nào bị mềm, bánh nào bị cán đinh nha. Bạn lưu ý điều này. Rồi. Chi tiết hơn mấy cái phần này bạn sẽ coi cái clip hướng dẫn sử dụng giùm Thái nha. Rồi. Cuối cùng chúng ta sẽ thấy là khá là cảm tình khi mà ngồi trong cái vô lăng này với nhiều tính năng ở tầm một cái xe mức giá này. Còn vài cái nhỏ nhỏ nữa chia sẻ với các bạn luôn, ví dụ đây các bạn có thể chọn lựa được chỉnh độ cao đèn pha đây nữa, mặc dù nó bằng tay nhưng mà có 5 vị trí bạn chỉnh cũng hay. Nhưng mà nói thiệt thưa các bạn, những cái mà nằm khuất khuất như vậy mà chỉnh bằng tay Thái lại thích. Ví dụ mình vừa lái xe mình vừa hò cái tay vô, mình rờ, mình cảm xúc được, mình cảm giác được, phải không? Mình chỉnh nó dễ hơn ha. Chỉnh dễ hơn, còn cái mà điện tử nhiều quá đôi lúc vừa lái vừa chỉnh thấy cũng hơi khó. Đây thì bạn có gặp chỉnh gương nè, giống như Innova với Fortuner, cái nút chỉnh nó giống vậy. Rồi, đặc biệt cái là mình rất thích là nó có cái là gặp gương điện và tự động theo chìa khóa, rất hay. Khóa cửa trung tâm đồ lên xuống kiến mọi cái như mấy xe kia, mình không cần phải nói nữa. Ôi, đây. Xe này hơi tiếc một cái là không có cái sunroof. Không có sunroof. Nhưng mà với Thái lớn thì cũng một lần nữa là mình cũng thích cái sunroof, cảm tình với nó đó. Nhưng mà thật sự đánh đổi, nếu mà để mà tiết kiệm tiền mà bỏ đi sunroof thì mình sẽ bỏ, mình sẽ chấp nhận cái này với mình bình thường. Bởi vì cái sunroof thật sự thấy như vậy thôi, nhìn cái xe nó hoành tráng thôi, ảo tưởng thôi, chứ còn thật sự không có xài bao nhiêu hết. Không có xài bao nhiêu hết. Còn quan điểm mình mà nó mua cái xe có sunroof cho con mình nó vui thì chuyện đó mình dẹp nó qua một bên đi. Cái mình thấy cái này là nguy hiểm cho con mình hơn chứ nó không phải là vui. Nhân đây một lần nữa nói chuyện sunroof, mặc dù ngồi trên cái xe không có sunroof nhưng mà Thái lớn cứ mỗi lần nhắc tới sunroof là phải nói câu này cái mới nghĩ. Làm ơn làm phước các bạn đừng bao giờ cho con mình nó đứng đây xong mà hòt cái đầu ra xong các bạn chạy en trên đường. Trời ơi, các bạn thấy nguy hiểm vô cùng. Và thế giới đã xảy ra nhiều cái vụ tai nạn cho các bé vì cái chuyện mà chiều ý con mình đứng ló cái đầu ra như các bạn. Không phải các bạn thấy các người quay phim, người ta chở nhau, người ta quay những cái shot phim của đài truyền hình lúc mà người ta chạy đua xe đạp hay gì đó, người ta đứng, người ta quay là con bạn có thể đứng đó được. Không phải, khác nhau hoàn toàn. Rất nguy hiểm. Rồi, tóm lại là không có sunroof, nhưng mà có những cái vừa rồi bên chiếc xe này Thái thấy vẫn hợp lý. Cái này mình cũng không ngờ nữa. Phiên bản thấp mà anh vẫn giữ cho mình cái này. Kính chiếu hậu chống chói tự động các bạn. Ok, cái này chơi cũng đẹp. Rồi, cuối cùng là bộ ghế da. Nãy giờ ngồi, sau một hồi ngồi nói chuyện các bạn chỉ chỗ liệt kê cho các bạn xem những tính năng, thì nói gì thôi chứ vừa nói nhưng cũng vừa cảm nhận. Ghế này ngồi rất là êm, rất là ôm. Ngoài chuyện cái thế ngồi của nó, cái tầm nhìn là câu chuyện khác. Rồi cái cảm giác, cái cảm xúc của mình ngồi trên ghế này khá là êm. Nhìn thì cái bề mặt da này cũng thuộc loại da xịn đó các bạn, đẹp. Và đặc biệt Thái lớn rất thích cái đường nét thiết kế của cái bộ ghế này. Có gì đó rất là thể thao, rất là hiện đại. Nó không có giống design, các múi ghế nó không giống như các xe trước. Cũng giống như thiết kế từ bên trong ra bên ngoài của nó. Nó không có giống như Vios, cũng không giống Camry, cũng không giống Altis. Mình thấy nó ngồi trong xe nó đỡ nhàm chán. Thật sự là thích. Rồi, vừa rồi là tất cả những cái mình có được sau cái con số 720 triệu. Sau con số 720 triệu thì không biết là các bạn thấy liệu 720 triệu có xứng đáng để chọn mua Toyota Rav phiên bản thấp nhất 1.8G. Tuy nhiên nó cũng là một chiếc xe nhập khẩu 100% nguyên con từ Thái Lan, với những tính năng
như những đàn anh nó có, như là động cơ cũng là 1.8, khung gầm cũng chia sẻ khung gầm chung giống y chang các đàn anh của nó, rồi hộp số vẫn là hộp số tự động CVT, máy lạnh vẫn tự động, cũng là DVD, cũng là ghế da, cũng là ru control, cũng là vô lăng bột da, đèn pha tự động, kính chiếu hậu chống tối tự động, vân vân và vân vân như Thái Lớn chia sẻ vừa rồi. Thái Lớn nghĩ, riêng Thái Lớn nghĩ đây là một mức giá cực kỳ hợp lý cho một cái chiếc xe của Toyota tại thời điểm giá cả thị trường của năm 2020 này. Còn các bạn thì sao? Vui lòng các bạn để lại comment bên dưới. Qua ngồi thử cái ghế phụ cảm nhận sao? Thấy cũng ngon. Nóng quá mới nhờ cái thằng quay phim á, cái bạn quay phim bạn nổ máy giùm, mà ông nội nào không, ông chỉ biết quay phim thôi, giờ không biết lái xe, các bạn cũng hồi hộp lắm. Nhưng mà nghĩ lại không sao, mình đang ngồi tên Toyota Rod chấp mày luôn. Mày cứ việc quay, mày có ngon đạp nhầm chân ga hay đạp nhầm chân gì đó cũng không sao. Anh đây đã hắt đai an toàn rồi. Xe này có 5 hàng ghế với 5 cái đai an toàn. Thứ hai nữa là xe này có túi khí nè. Đây là túi khí phía trước. Tèm mà thấy quá trời. Đây có túi khí nè. Xe này được trang bị 7 túi khí. Ý Thái nói là vậy nè. Có chuyện gì xảy ra khi mà mình đã leo lên Toyota Rod rồi và hắt đai an toàn kiểu này rồi, thì với xe được trang bị 7 túi khí nữa thì các bạn thực sự an tâm. Các bạn an tâm, không có chuyện gì. Ngay cả có chuyện gì xảy ra như nữa, vẫn còn 7 túi khí hỗ trợ các bạn. Nhân tiện cũng chia sẻ lại một lần nữa, hệ thống phanh của trên xe Toyota Rod này có gì đặc biệt. Thật sự thì mình đánh giá là rất là an toàn, không thua gì đàn anh của nó. Những cái như là 4 phanh đĩa vẫn được trang bị, hệ thống chống bó cứng phanh ABS vẫn được trang bị, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, hệ thống hỗ trợ phanh gấp BA vẫn được trang bị. Tất cả những cái này sẽ làm cho các bạn an tâm. Căn bản là vậy. Nhưng trên cái mức căn bản nó vẫn tiếp tục được trang bị như là hệ thống ổn định thân xe VSC, sẽ hỗ trợ các bạn rất nhiều khi bạn chạy tốc độ cao mà vào cua gấp, lỡ đường trơn trượt, xe bị sàn thì VSC sẽ làm việc. Hay là hệ thống kiểm soát lực kéo TRC khi bạn chạy vào những bùn, đường cát, thì hai cái bánh trước của mình, hai bánh chủ động thường bị xoáy bánh, thì với cái trang bị TRC thì xe bạn hạn chế được cái xoáy bánh đó, bạn dễ dàng vượt qua những đoạn đường bùn, đường cát như thế, xe bạn không bị sàn. Và đặc biệt với những bạn nữ hay là những anh chị mới lái xe ngại khi mà mình khởi hành ngang dốc, không đậu ngay dốc cầu hay đường dốc hay đường hầm, đậu xong rồi chân mình đang ghìm phanh như vậy, chuyển qua chân ga để tiếp tục đi, thì gọi là khởi hành ngang dốc, những cái pha như thế thì đã có HAC hỗ trợ cho mình, hoàn toàn các anh chị không sợ xe mình bị tuột đít khi các bạn khởi hành ngang dốc. Vài tính năng an toàn như thế cũng đủ để anh chị hiểu và hình dung được khi mà anh chị quan tâm đến an toàn khi lái xe cho bản thân và gia đình, thì Toyota Rod 1.8G cũng là một sự chọn lựa đáng tiền. Với tầm giá 720 triệu, như trước đây theo thông lệ các bạn thường chỉ nhận được những chiếc xe với những tính năng đó, có gì đó nó rất là căn bản của một chiếc xe, đi đến nơi về đến chốn, che nắng che mưa chấm hết. Nhưng ngày hôm nay với Toyota Rod 1.8G này, với mức giá này, các bạn hoàn toàn có thể sở hữu được nhiều tính năng hay và độc lạ hơn. Ví dụ như về tiện nghi, các bạn có hộp số tự động, các bạn có ghế da màn hình hiển thị đa trung tâm, bật tắt đèn pha tự động, gương chống chói tự động, vân vân và vân vân. Không gian nội thất rộng rãi và sang trọng. Về an toàn, các bạn hoàn toàn an tâm với những tính năng an toàn căn bản. Bên cạnh đó, những cái cao cấp như là hệ thống ổn định thân xe VSC, khởi hành ngang dốc HAC, 7 túi khí các bạn vẫn được sở hữu. Riêng Thái Lớn thì sau khi review các bạn, Thái Lớn ấn tượng nhất là phần thiết kế của xe này ở hai đặc điểm. Về cái form xe, biên dạng xe, đây là một chiếc xe crossover, trông nó khỏe khoắn và thể thao nhưng đầy chất gọn ghẽ khi các bạn đi trong phố. Đường nét thiết kế thì đầy cái chất hiện đại sang trọng và không thiếu đi cái tính trẻ trung của cái giới trẻ ngày nay. Chọn Toyota Rod với tầm giá này hay không là do cách của các bạn suy nghĩ. 720 triệu các bạn thấy có hợp lý hay không? Hay là các bạn muốn rẻ hơn? Nếu các bạn muốn rẻ hơn, các bạn hãy comment bên dưới. Nhưng mà Thái Lớn nghĩ rẻ hơn Thái Lớn không giải quyết được, nhưng mà giá hợp lý Thái Lớn có thể giải quyết được. Màu sắc, thời gian giao xe, các bạn chi tiết, nếu các bạn có nhu cầu chi tiết, vui lòng liên hệ với Thái Lớn và đội nhóm Thái Lớn theo số hotline đây. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Nếu các bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để nhận được nhiều clip hay và bổ ích hơn ngay khi clip được tung lên.
Nếu các bạn có nhu cầu làm các nội dung clip khác, cũng vui lòng comment bên dưới để đội nhóm Thái Lớn biết và phục vụ các bạn. Và bây giờ, Thái Lớn xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.